Phan Quyết bị loại khỏi cuộc đua cầu thủ hay nhất V-League 2023. Dù là chân sút nội ghi nhiều bàn thắng nhất, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết của Hà Nội Fan Club không góp mặt trong top 3 đề cử cầu thủ xuất sắc V-League 2023. Theo công bố của ban tổ chức, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức, Viettel, Nguyễn Hải Huy, Hải Phòng và thủ môn Trần Nguyên Mạnh, Nam Định là 3 ứng viên cạnh tranh cho danh hiệu cầu thủ hay nhất V-League 2023. Việc đương kim vô địch Công an Hà Nội và Á quân Hà Nội Fan Club không có đại diện nào trong danh sách khiến nhiều người bất ngờ. Trong đó, sự vắng mặt của tiền đạo Nguyễn Văn Quyết được nhắc tới nhiều hơn cả. Văn Quyết là cầu thủ nội ghi nhiều bàn nhất tại V-League 2023 với 9 pha lập công, chỉ đứng sau 3 ngoại binh gồm Rafaelen, Bình Định, 16 bàn, Bruno Cunha, Thanh Hóa, 11 bàn và John Kerley, Công an Hà Nội, 11 bàn. Sau thất bại 1-3 trước Bình Định ở vòng 7 hôm 17 tháng 4, tiền đạo Hà Nội Fan Club phải nghỉ thi đấu 8 trận vì án treo giò vì hành vi xúc phạm thân thể trọng tài. Với sự vắng mặt của Văn Quyết, Hoàng Đức được đánh giá là ứng viên nặng ký nhất cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc V-League 2023. Tiền vệ sinh năm 1998 chơi đủ 20 trận ở V-League 2023, ghi 5 bàn thắng và có 5 đường kiến tạo cho đồng đội lập công. Hoàng Đức là nhân tố quan trọng giúp Viettel xếp thứ 3 chung cuộc. Hải Huy cũng thi đấu đủ 20 trận cho Hải Phòng và ghi 4 bàn thắng. Tuy nhiên, thành tích của đội bóng đất cảng không tốt như mùa giải trước, xếp thứ 7, mùa trước đứng thứ 2, ảnh hưởng đến cuộc đua danh hiệu cá nhân của tiền vệ này. Trong khi đó, thủ môn Trần Nguyên Mạnh góp công lớn giúp Nam Định kết thúc mùa giải với vị trí thứ 5. Thủ thành xứ Nghệ giữ sạch lưới 8 trận trong tổng số 18 lần ra sân cho đội bóng Thành Nam tại V-League 2023. Các danh hiệu cá nhân của mùa giải sẽ được công bố trong lễ trao giải V-League Award 2023 vào tối ngày 31 tháng 8 tại Hà Nội. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.